Clip phóng xe máy phi thẳng vào ô tô, hai người đi xe máy có hành động ngỡ ngàng. Sau cú tông rất mạnh vào ô tô, hai thanh niên đi xe máy bị hất lên không trung rồi rơi xuống đường. Điều bất ngờ sau tai nạn, hai người đi xe máy không có dấu hiệu bị thương nặng, lập tức leo lên xe máy. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông, thu hút nhiều bình luận. Trong đó phần lớn các ý kiến chỉ trích hai thanh niên đi xe máy, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu. Trao đổi với phóng viên về quy định xử lý hành vi phóng nhanh vượt ẩu, một luật sư cho biết, Nghị định 100 quy định với hành vi không chú ý quan sát, điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, tránh xe vượt xe chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị xử phạt từ 4 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ, tài xế điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng. Ngoài ra, tài xế xe máy còn bị phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng với hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số, luật sư nói. Nhóm phụ huynh vô cớ tấn công tài xế xe đưa đón học sinh giữa quốc lộ 1A. Ngày 15 tháng 11, anh Trần Phúc Ngã, 30 tuổi, ngụ Bình Thuận cho biết, anh đang xin nghỉ lái xe đưa đón học sinh để điều trị vết thương do bị ba người đàn ông lên xe hành hung vào chiều ngày 14 tháng 11. Anh Ngã cho biết, anh là tài xế thuê chuyên đưa đón học sinh trường trung học cơ sở Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Chiều ngày 14 tháng 11, khi anh đang đưa học sinh về theo quốc lộ 1A, thì bị ít nhất 4 người đàn ông trên xe yêu cầu anh dừng xe rồi hành hung anh. Theo anh Ngã, trước đó vào khoảng ngày 7 tháng 11, một nam học sinh bị một nhóm học sinh hành hung ở sau xe. Phát hiện vụ việc, anh Ngã đã gọi học sinh bị đánh lên ngồi gần anh để nhóm học sinh không dám hành hung và đưa học sinh này về an toàn đến trước nhà. Vụ việc sau đó tôi đã báo cáo cho nhà trường để có hướng xử lý những học sinh nói trên, người lái xe cho biết. Người mẹ của tài xế phải vào che chắn can ngăn nhưng nhóm phụ huynh học sinh này không dừng tay. Tuy nhiên, đến chiều ngày 15 tháng 11, tài xế này đã bị nhóm phụ huynh của học sinh trên vô cớ tấn công vì cho rằng không báo cáo cho gia đình. Người mẹ ruột của anh Ngã, 63 tuổi, đi theo xe để quản lý học sinh đã phải che chắn, van xin, nhưng nhóm người trên vẫn không dừng lại và liên tục chửi rủa tục tiểu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trên xe. Được biết, sau khi điều trị thương tích, gia đình anh Ngã đã gửi đơn đến công an huyện Hàm Thuận Bắc để đề nghị xử lý hành vi côn đồ của nhóm phụ huynh học sinh này. Lũ tràn về trong đêm, vùng ven Nha Trang chìm trong biển nước. Tối ngày 15 tháng 11, trên địa bàn thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, các hồ chứa nước xả lũ kèm theo mưa lớn đã khiến nước lũ lên nhanh. Nhiều người dân phải hối hả dọn dẹp đồ đạc để tránh lụt ngay trong đêm. Theo ghi nhận, khoảng 19:30 ngày 15 tháng 11, nước từ thượng nguồn bắt đầu đổ về làm ngập đường 23 tháng 10 ở thành phố Nha Trang. Khoảng hơn một tiếng sau khi nước đã ngập khu vực ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang từ 0,5 đến 1 mét, nhiều tuyến đường nội bộ tê liệt. Dù đã có cảnh báo từ trước, nhưng vì nước lên quá nhanh nên các hộ dân ở các xã vùng ven Nha Trang chạy lụt không kịp. Chị Lê Thoải Mỹ, người dân xã Vĩnh Thái cho biết, nước lên nhanh quá, nhà tôi đã kê mấy đồ điện tử lên trước, loay hoay tầm một tiếng là thấy nước đã vô nhà, con đường trước nhà ngập sâu phải lội bộ qua. Ông Lê Văn Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc, để chuẩn bị trước tình hình mưa lũ, từ 15 giờ chiều cùng ngày, xã đã cho đóng cầu gỗ Phú Kiểng, không cho người dân qua lại. Đồng thời thông báo yêu cầu bà con chuẩn bị kê cao đồ đạc và sơ tán vì có khả năng nước lên cao từ đêm nay. Địa phương đã chuẩn bị các tình huống sơ tán ứng phó khẩn cấp. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, trước lượng mưa lớn có nguy cơ sạt lở, lũ quét, huyện Khánh Vĩnh đã sơ tán 15 hộ dân, 65 nhân khẩu. Tại thành phố Nha Trang đã vận động được 13 hộ, 51 nhân khẩu phường Vĩnh Trường sơ tán đến nhà văn hóa phường và nhà của những người thân trong khu vực. Lý giải về việc nước ngập nhanh ở các xã ven sông Cái, một cán bộ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho hay, nước lũ ở sông Cái phụ thuộc vào nước lũ ở thượng nguồn đổ về hạ du. Đợt lũ này tăng nhanh chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ báo động 1 lên gần báo động 3. 50 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. 50 học sinh trường tiểu học Trần Văn Ân và tiểu học Mạc Đỉnh Chi tại thành phố Rạch Giá nhập viện khi đau bụng, nôn ói, tụt huyết áp sau bữa trưa tại trường ngày 15 tháng 11.
Ban đầu 6 học sinh được cha mẹ đưa vào bệnh viện sản nhi Kiên Giang cấp cứu. Sau đó nơi này điều 6 xe cứu thương đến hai trường, đưa hàng loạt em cùng triệu chứng đến bệnh viện. Bà Đỗ Mỹ Phượng, một phụ huynh cho biết, cháu bà ăn trưa lúc 13:30, 1 giờ sau, giáo viên thông báo với gia đình rằng cháu không được khỏe, phải nhập viện. Cháu tôi kể, mì thịt bằm trong bữa trưa có mùi lạ, bà Phượng kể, khi cháu nằm tại bệnh viện. Bác sĩ Danh Tý, phó giám đốc bệnh viện sản nhi Kiên Giang cho biết, những học sinh này có triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Các em được truyền dịch chống sốc, uống thuốc theo phác đồ. Sau khoảng 2 giờ tình trạng ngộ độc thuyên giảm, chưa phát hiện ca nặng, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát diễn biến. Ngành y tế đã yêu cầu nhà trường niêm phong toàn bộ thức ăn để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Xe cấp cứu chở người chuyển viện bị tai nạn, bệnh nhân tử vong, 5 người bị thương. Chiều 15 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về vụ xe cấp cứu chở bệnh nhân đi cấp cứu, gây tai nạn giao thông, khiến bệnh nhân tử vong và 5 người trên xe bị thương. Cụ thể, vào lúc 13:30 phút ngày 15 tháng 11, tại khoa nội nhi nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong dùng xe cứu thương chuyển bệnh nhân Trần Thị Cúc, 71 tuổi, vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Trên xe cứu thương có một tài xế, một điều dưỡng, bệnh nhân và 3 người nhà bệnh nhân đi theo. Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi xe cứu thương lưu thông trên quốc lộ 1A tại địa bàn thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, thì va chạm vào giải phân cách, sau đó tông vào tường nhà dân gần đó. Hậu quả bệnh nhân Trần Thị Cúc tử vong, 4 người còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó điều dưỡng và một người nhà bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Riêng tài xế xe cứu thương Nguyễn Tấn Hoàng, 50 tuổi, bị gãy 1/3 xương đòn và vỡ bả vai. Sinh mổ đẻ sớm khi chưa chuyển dạ, một trẻ tử vong, một bé nguy kịch. Ngày 15 tháng 11, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra cảnh báo trước xu hướng chọn giờ, mổ lấy thai sớm ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Theo đó, tại Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong vòng một tuần đã tiếp nhận 6 trẻ sinh mổ chủ động gặp các biến chứng nặng phải thở máy. Đặc biệt, có 2 trường hợp trẻ tổn thương phổi nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan, khoa điều trị tích cực sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh cho biết, trường hợp thứ nhất là bé trai D, 1 ngày tuổi, Thái Bình. Khi mang thai được 37 tuần, mẹ bé lo sợ các biến chứng của các vết mổ đẻ cũ nên quyết định sinh mổ chủ động sớm. Sau sinh, trẻ được hỗ trợ CPAP, thở áp lực dương liên tục qua mũi. Tuy nhiên, tình trạng suy hô hấp tiến triển, trẻ được đặt nội khí quản chuyển đến Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhi vào viện trong tình trạng tổn thương phổi nặng, suy tuần hoàn. Bệnh nhi phải trải qua 7 ngày điều trị tích cực, thở máy, dùng nhiều thuốc vận mạch, trợ tim. May mắn tình trạng dần cải thiện và ổn định, bác sĩ Loan thông tin. Trường hợp thứ hai không may mắn, em bé đã không thể qua khỏi sau 3 ngày điều trị, hồi sức tích cực. Bệnh nhi bé trai 1 ngày tuổi ở Nam Định, đẻ mổ chủ động tại bệnh viện địa phương khi thai kỳ ở tuần thứ 36. Qua khai thác tiền sử được biết, khi phải nằm theo dõi thai kỳ một tuần tại bệnh viện, gia đình quá lo lắng và mong muốn mổ lấy con sớm khi chưa có cơn chuyển dạ. Khi sinh ra, trẻ suy hô hấp, tăng áp phổi nặng, được chuyển đến Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng tím tái, SpO2 50%, suy tuần hoàn. Israel kiểm soát bệnh viện lớn nhất Gaza. Binh sĩ Israel tuyên bố đã tiêu diệt một số tay súng Hamas ngay khi bắt đầu cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa hôm 15 tháng 11. Theo lực lượng Hamas, bệnh viện lớn nhất dải Gaza này hiện có 650 bệnh nhân và khoảng 5.000 đến 7.000 dân thường trú ẩn sau nhiều tuần xung đột. Theo hãng tin AP, quân đội Israel cho biết họ đang thực hiện chiến dịch chính xác và có mục tiêu chống lại Hamas tại khu vực cụ thể trong bệnh viện Al-Shifa. Đi cùng các binh sĩ Israel là đội ngũ y tế mang theo vật tư y tế, thức ăn cho trẻ em, cũng như lồng ấp và các thiết bị khác. Israel cáo buộc Hamas điều hành trung tâm chỉ huy khổng lồ bên trong và bên dưới bệnh viện Al-Shifa, nhưng không cung cấp bằng chứng. Hamas và nhân viên bệnh viện liên tục phủ nhận các cáo buộc trên. Ông Mohammed Zakhous, giám đốc bệnh viện cho biết, xe tăng của Israel đã có mặt bên trong bệnh viện và binh sĩ đã tiến vào các tòa nhà, bao gồm cả khoa cấp cứu và phẫu thuật. Bộ Ngoại giao Jordan gọi cuộc đột kích của Israel là vi phạm luật nhân đạo quốc tế, đồng thời yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của dân thường và nhân viên y tế. Vài giờ trước cuộc đột kích, Mỹ cho biết
họ có thông tin tình báo về việc Hamas đã sử dụng bệnh viện Al-Shifa và các bệnh viện khác cũng như các đường hầm bên dưới để hỗ trợ hoạt động quân sự và giam giữ con tin. Dù vậy, theo Reuters, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nhấn mạnh, chúng tôi không ủng hộ việc không kích bệnh viện. Chúng tôi cũng không muốn chứng kiến giao tranh bên trong bệnh viện, nơi những người vô tội, yếu ớt, bệnh tật tìm kiếm sự chăm sóc y tế mà họ đáng được hưởng. Bệnh viện và bệnh nhân là đối tượng phải được bảo vệ. Công an điều tra vụ thanh niên tử vong sau khi uống rượu tại đám cưới. Ngày 15 tháng 11, ông Trần Sách Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cho biết Công an huyện Vũ Thư đã vào cuộc, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong sau khi uống rượu tại đám cưới vào ngày 13 tháng 11 vừa qua. Người tử vong là anh Quân, 17 tuổi, trú tại thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đám cưới được tổ chức 40 mâm cỗ, nhưng trong và sau đám cưới, ngoài trường hợp của cháu Quân, những người khác không ai có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe. Nhiều khách đến dự đám cưới cùng uống rượu, nhưng không ai bị sao. Theo tôi, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại đám cưới này được đảm bảo, ông Tâm cho biết thêm. Theo thông tin sự việc, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11, anh Quân đi dự đám cưới tại gia đình ông B, 50 tuổi, là nhà của chú rể. Được biết, tại đám cưới, anh Quân cùng nhóm bạn đã uống nhiều rượu. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Quân nói với bạn rằng bị đau đầu nên mọi người đưa anh Quân lên gác nằm nghỉ. Vài giờ sau, có người lên nơi Quân nằm thì thấy Quân đang nôn ói, làn da chuyển sang dần màu tím, mạch kém nên người này đã thông báo đến nhân viên trạm y tế. Khi nhân viên trạm y tế đến nơi kiểm tra thì xác định anh Quân đã tử vong. Gia đình tổ chức đám cưới đã trình báo chính quyền địa phương. Công an xã Tân Lập có mặt tại hiện trường để tiếp nhận thông tin, tiến hành các thủ tục điều tra, xác minh. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự. Cùng ngày 15 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, nơi anh Quân cư trú, cho biết bước đầu cho thấy anh Quân có dấu hiệu bị phù phổi. Giao tranh ở Myanmar lan sát biên giới Trung Quốc. Ngày 15 tháng 11, theo hãng thông tấn AFP, chính quyền quân sự Myanmar thừa nhận giao tranh với các lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số đang gia tăng gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc. Nước này đang đứng trước thách thức lớn nhất kể từ năm 2021, các cuộc đụng độ nổ ra khắp bang San phía Bắc Myanmar trong hơn 2 tuần qua. Một liên minh vũ trang gồm 3 nhóm dân tộc thiểu số đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại quân đội. Quân đội Arakan AA, Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar MNDAA và Quân đội Giải phóng Quốc gia Taang TNLA đã chiếm giữ các thị trấn và tuyến đường thương mại quan trọng đến Trung Quốc kể từ đó. Trong thông báo ngày 15 tháng 11, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Jong Min Thun thừa nhận liên minh ba quân đội nói trên đã sử dụng hàng trăm máy bay không người lái để tập kích các vị trí của chính quyền Chamonix ở bang San. Liên minh này cũng đang tấn công một địa điểm quân sự gần thị trấn Lao Cai. MNDAA cho biết họ đã bao vây và có ý định chiếm giữ nơi này từ chính quyền quân sự. Người phát ngôn của quân đội Myanmar cho biết các binh sĩ đã cố gắng hết sức mình, nhưng không nói rõ liệu có thương vong gì hay không. Myanmar vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy bất ổn kể từ sau khi quân đội nước này tiến hành binh biến và lên nắm quyền từ năm 2021. Ninh Thuận, công nhân xây dựng bị nợ lương kéo dài. Chiều ngày 15 tháng 11, hàng chục công nhân thi công dự án Sun Bay Park Hotel and Resort nằm sát bờ biển Bình Sơn, Ninh Chữ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, Ninh Thuận tiếp tục đình công, yêu cầu được thanh toán tiền lương mà trước đó các nhà thầu thi công dự án đã cam kết trả dứt điểm từ đầu tháng 9 năm 2023. Như đã phản ánh, hàng chục công nhân thi công dự án Sun Bay Park Hotel and Resort đình công và yêu cầu được thanh toán tiền lương mà nhà thầu thi công dự án xin nợ từ năm 2022 đến nay. Nhiều công nhân là phụ hồ, thợ xây dựng bị nợ lương lên đến 100 triệu đồng. Do bị nợ lương kéo dài, nhiều công nhân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và nuôi con ăn học. Bà Trần Thị Loan, 42 tuổi, quê ở Tiền Giang cho biết vợ chồng bà làm công nhân xây dựng ở dự án Sun Bay Park Hotel and Resort từ hơn 2 năm nay. Lúc mới vào làm, nhà thầu phụ thanh toán tiền lương rất sòng phẳng, nhưng từ cuối năm 2022 đến nay, nhà thầu nói không có tiền và chỉ tạm ứng mỗi tháng từ 1 đến 2 triệu đồng trên công nhân. Số còn lại, nhà thầu xin nợ và nói còn chờ nhà thầu chính chuyển tiền. Hiện nhà thầu đang nợ tiền công của vợ chồng bà Loan lên đến 180 triệu đồng. Ngày 15 tháng 11, ông Phạm Minh Đức, đại diện nhà thầu phụ tại Đức cho biết đơn vị ông ký hợp đồng với công ty Dentavi, nhà thầu chính, để nhận phần thi công xây dựng của dự án. Và hiện phía công ty Dentavi
đang nợ nhà thầu Tài Đức hơn 4 tỷ đồng tiền thi công. Chiều ngày 15 tháng 11, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Ninh Thuận cho biết, trách nhiệm của địa phương và ngành là đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho nhà thầu chính, công ty DentaV theo cam kết. Còn vấn đề nhà thầu chính chưa thanh toán hoặc thanh toán chậm cho nhà thầu phụ thì cần phải đưa ra tòa án để giải quyết. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.